không thì không người khác luôn kìa. Anh ơi, cảm ơn anh ủng hộ cho quán Lan với Vườn nha. Nhưng mà đây là vợ tôi. Cái gì vậy bà? Dạ đi. Dạ ảo tưởng cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe mà bà nuôi xong nghỉ chợ xin. À. Đi xuống. Làm cái gì vậy? Dạ đưa. Bà ơi, giờ chị em đi. Không phải bị ai cũng muốn nha. Cái 30 đi được. Vừa phải nha. Tôi cũng còn tình cảm với người đó. Anh ơi, anh được giữ với anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh ủng hộ giùm. Ngày mai muốn anh ủng hộ giùm nữa. Tụi này Vivi là chắc không dẹo được ai á. Mà canh chừng thì chết luôn rồi. Phải canh chừng chứ sao? Chứ cho Vivi bị... Anh ơi, anh đi đi. Ý chết rồi, sao tôi làm ăn được cái gì nữa đây nữa đây trời. Trời anh đâu cũng... Quý của tôi nó có người yêu rồi á. Ông là người yêu của tôi á, được không? Trời ơi, khu mực á. Vậy là em ăn khu mực miễn phí 1 năm trời được không? Được không? Em ăn khu mực miễn phí 1 năm trời nha. Em là người yêu của anh thích em ăn khu mực 1 năm trời. Mà ngủ trang, để ta xấu trang đúng không? Ngày xưa là chồng đi chết, bây giờ không biết là giờ chồng ai nè, đang nghiên cứu nè. Không đó quan rồi sao rồi? Không được ai nha. Hồi nãy có người dám nói với anh lúc mà đi mua cơm á. Anh Qua ơi, đừng bỏ em nha. Tôi thề luôn á, đây đi dễ đạt cái mấy người kêu tôi. Có người nói rồi mới dám nói. Ôi, mấy người. Mẹ, anh giải bày với anh khu mực. Không. Anh khu mực anh cũng đinh đít mà. Đinh đít mà anh. Rồi ba dựng bỏ đi luôn mọi người ơi. Có. Còn bây giờ là Lan Quế Phường. Hiện tại bây giờ là 10 giờ rưỡi nha. 7 giờ mọi người thấy chưa? Trời, thôi kệ đi. Người ta lỡ yêu mày rồi. Tự nhiên người ta yêu mày, mày không yêu mày đi yêu cái anh đó thôi má. Theo tình chạy tình theo đi ơi. Trời, hay đúng cái câu đúng không anh? Đó. Giống như là theo tình chạy tình phụ tình theo. Trong khi đó người yêu nó không yêu nó đi yêu cái anh khác. Rồi mày sống gì mày sống làm sao hả Vi? Khách quá giờ hơn người. Vi ơi. Khách chưa. Cái cộng bạn nó chửi mày nữa hay gì vậy? Nói chung chẳng qua cái clip này là tụi em giỡn cho vui thôi nha mọi người. Dạ. Thì giống như cuối giờ bán cái viên chiên á. Thì hôm nay là thứ tư. Tại vì nãy tụi em tập ở giờ đông quá, tụi em tập trung quá mọi người hiểu không? Nói chung là hồi nãy tụi em không có ghẹo anh Khoa, là từ anh Khoa qua. Nói em không có ghẹo nha. Không ai ghẹo hết nha mọi người. Mà đụng đá đụng tới luôn. Nãy em đang thấy gõ ghẹo xuống dưới. Nãy em đi xuống dưới em đi mua hộp gà như đi theo tò em vậy đó. Anh Khoa anh nói là em có nói gì á? Em không có nói gì hết trơn. Em không có đi khùng đi mà đi chậm để nói. Nha mọi người nha. Mọi người ơi, cái chuyện tình này nó còn kéo dài nha mọi người, chứ không phải là phim nhiều tập lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. À, nói lại cho mọi người nghe nha. Đầu tiên là Gia Hưng, sau đó Vivi, rồi xong rồi chị em Vivi, giờ chuyển lại Vivi. Đó thấy chưa, đâu phải là cái phim nó nhiều tập lắm mọi người. Chứ không phải là cái hôm nay là kết thúc đâu. Đây là anh Hưng nói nha mọi người, bộ phim anh Hưng là đạo diễn hay kịch bản? Không à, anh chỉ là hóng. Hóng rồi phải không? Giống như mình hóng xong mình nhớ lại bắt đầu á, mình lại. Nói theo cái trình tự thôi đúng không? Quá hay luôn. Trình tự, chứ phải là trình tự. Đó thì nói chứ mọi người nhớ nhấn nút like, chia sẻ cho anh trên của anh Hưng Trần, Loto GDT và anh Lâm Avan và Vũ Thu Phương cái viên chiên với lại anh Toàn Vlog nha mọi người. Với lại anh Thái Sức Sống Mới, cái anh xịt của là anh Đêm Trăng Sáng. Là những anh này rất là dễ thương nha mọi người.
đó lúc nào cũng quay xe cái viên chiên của tụi em á, thì bây giờ là hôm nay là cuối giờ của thứ tư phải không anh? Đúng rồi, thứ tư giờ là 10:30 rồi em. Nay cái viên chiên của tụi em vẫn là bán lai ga nha mọi người, nhờ mọi người thương tình tụi em, mọi người ăn hết rồi mà em. Hả? Nói hết rồi mà. Hết nhưng mà vẫn còn anh, còn chút, còn chút ít đó. Nói chung còn chút ít bán lai ga từ từ cũng hết. Đó em cảm ơn mọi người, qua cái clip này em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hôm qua cái chương trình mà tụi em mà làm lộ giả gái đó mà có ừ, những anh thấy hiệu ứng quá dạ, hiệu ứng nhiều, bán đông tụi em rất là vui. Nhưng mà hôm qua mà có ai mà ăn cái viên chiên á mà đợi lâu á, mà hay là bỏ về á, lâu quá bỏ về, thì mọi người coi cái clip này á của các kênh của mấy anh, mọi người hãy bỏ qua cho tụi em nha, tại tình hình bán đông á vỡ trận luôn. Hôm qua em đứng trong đây em chiên với lại làm lộ mà em phải xăng cái đầm lên như nè, xăng qua xăng lại, thì em nghe nói là khách á ngồi dưới đất ngồi đợi mà nhiều khi không được người ta bỏ về nữa. Đó qua cái clip này mọi người thông cảm giùm em đi nha. Đó. Mà mọi người nhớ nhớ làm gì làm những cái ăn ủng hộ cho tụi em nha. Từ lúc mà anh Khoa ảnh từ bỏ em rồi đó em cảm thấy có buồn. Bây giờ em cũng biết nói làm sao. Mà nói chung thì bây giờ anh Khoa đã có tình yêu với ai kia thì em cũng xin chúc mừng anh Khoa, và em xin chúc anh Khoa với lời người đó 100 năm hạnh phúc. Mà hình như em nghe nói anh Khoa dạo này thích một chàng trai, nghe nói đang làm mà giữ xe ở Lan Quế Phường đó. Thì hai chàng trai giữ xe luôn á. Hai chàng trai giữ xe nhưng mà anh Khoa chỉ thích có một người thôi. Ai? Đó chính là như anh Quang á, em nghe nói hai có chiều. Có thích tâm luôn. Trời ơi, tự nhiên nói rồi tự nhiên cái chửi em đó mọi người thấy không? Đó anh Quang. Đó đây là Quang nè. Bé lé, nói gì vậy bé lé? Em đâu có nói tới anh đâu, tự nhiên anh vô đây kiếm chuyện là gì vậy? Nói gì nghe tiếng quen 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 gì trong đó hả? Hả? Em nói anh Quang kia kìa. Quang nào ở đây có mấy Quang hả? Trời gỗ đậu giờ. Đó. Cái giờ một cái bàn rất là tốt nha mọi người. Chúc cho hơn ngày mai á là buôn may bán đất nè, luôn luôn có nụ cười nở trên môi nè. Chúc cho hơn càng ngày càng đẹp hơn nè. Để mai mốt có thi nữa thì chị em mình cùng cạnh tranh với nhau. Bữa nay anh buôn giáo thảo. Rồi rồi rồi. Để anh giới thiệu dùng cho anh Đạt. Anh Khoa giúp đây. Đây là cái cà phở gà của anh Đạt. Lan Quế Phường đã tin tưởng Khoa và gửi cho Khoa để Khoa đi giới thiệu cho chuyên công ty địa ốc của ba của Khoa để giúp cho anh Đạt sẽ có thêm phát triển Lan Quế Phường tiếp tục, để cho anh Đạt được vui và để cho Gia Hơn cũng bán được cái chuyên viên thêm. Cảm ơn anh nha. Không, đừng có cảm ơn. Mọi người ơi, xin mọi người, các anh, các chị, các quay cô, ngược các lại, chú, quay ngược lại. Xin các anh, quay ngược lại. Xin các cô, các chú, các bác nha. Mình đang làm việc những ngày căng thẳng á, thì mình sợ stress. Mình có thể giới thiệu bạn bè, anh chị em, cô chú, gia đình tới đây ăn cá chiên viên nè, bò viên nè, mực nướng nè, và có phở gà bé Đạt nè, và có các nước uống rất là ngon nha mọi người. Mọi người tới đây có thể được tham dự các buổi coi như là hóa trang vui vẻ của chị Thu Phương và gặp được Gia Hơn, Vivi, ăn những món cá chiên viên, bò viên ủng hộ cho Lan Quế Phường nha mọi người. Cảm ơn các anh, các chị, các cô, các chú, các bác đã thời gian qua ủng hộ cho Lan Quế Phường, và ngày hôm qua tập trung ở đây rất là đông để ủng hộ cho tụi em có một buổi thi hóa trang thật là thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người nha. Mong mọi người ủng hộ cho Gia Hơn nè, Vivi nè, cho Lan Quế Phường thêm nữa nha mọi người ơi. Khoa ơi, cảm ơn mọi người. Quán này gì cũng có hay sao Khoa? Khoa quán này bất cứ thứ gì cũng có. Chai đẹp có không? Cá chiên viên chai đẹp cũng có luôn. Ai là chai đẹp đây? Vivi, Gia Hơn và những bạn nhân viên ở đây rất là ủng hộ cho khách rất là tốt nha mọi người. Cảm ơn mọi người ủng hộ nha. Chúc mọi người một đêm ngủ ngon.